chạy bài. Còn Anthony Januri vẫn có những điểm không thành công. Phản công nhanh, Kendro Buckley đem về end one. Sài Gòn Heat ngay lập tức lấy lại thế dẫn trước. Pha bóng và có vẻ như Januri đã thu tay rồi, nhưng anh vẫn có tác động và Kendro Buckley thì rõ ràng là có một thăng bằng cực tốt. Tác động trên không như vậy cũng không cầm bóng là Dư Minh An. Trong trận đấu với Thăng Long Warriors thì Sài Gòn Heat chơi rất bùng nổ nửa đầu và blew out đối thủ đầu ngay từ đầu trận. Dư Minh An, Phú Vinh có bóng ở cận rổ. Goaltending. Goal. Sài Gòn Heat bắt anh tiến sang trái. Kendro Buckley kích ra vào khoảng trống cho Hassan Thomas. Chưa được nhưng vẫn có rebound. Đến lượt Phú Vinh chăng. Phú Vinh ném. 3 điểm nữa từ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Liên tục là Januri một lần nữa xin bóng ở low post. Dư Minh An nỗ lực phòng ngự và Kendro Buckley đã block khoảng trống ở khu vực này. Dư Minh An bóng tới vị trí của Phú Vinh, một thế bất ngờ cho khá nhiều cầu thủ của Buffalo. Hassan Thomas bị kèm bởi Đức Kiên, nhưng Hassan Thomas đã ghi điểm cách tương đối đơn giản. Đầu trận tới giờ và Hà Nội Buffalo rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm. Nhớ ở hai lần đánh trước đây, Sài Gòn Heat đã tạo áp đảo đối thủ như thế này. Một cú rổ của Kendro Buckley. Sân rổ. January. Lần này người đeo kèo là Phú Vinh. Tiến công. Không có điểm nhưng tiến công, nhưng có rebound với dây và block by Phú Vinh. Hai cú block. Và bây giờ thì sẽ là đợt tấn công của đội khách. Bóng tới tay của Hassan. Hassan Thomas. Võ Kim Bản góc 45 độ chống trải và đương nhiên là Võ Kim Bản không thể bỏ lỡ những cơ hội như thế này. Pha bóng mà hai cú dứt điểm hỏng liên tiếp của tiến công. Và bây giờ thì bóng trong tay của Kendro Buckley, cơ hội để tạo ra cái việc hai chữ số. Kendro Buckley bóng xoay một vòng trên bàn rổ trước khi đem về điểm số thứ 23 dành cho Sài Gòn Heat. Có điểm trợ từ Tim Will. Và đây là Phú Vinh góc không độ chống trải. Phú Vinh ném sọt đến từ Nguyễn Minh Phú Vinh. Trận lại được trả bóng nhờ một turnover. Đây là Osakwe đã bị block bởi Tim Will. Ba cú block của các thủ Sài Gòn Heat từ đầu trận. Nhưng lần này thì Kendro Buckley không kịp để có thể ngăn chặn bàn dứt điểm của. Và khoảng trống sẽ mở ra. Cú ném ba. Võ Kim Bản hit the three. Và tấn công nhanh không thành công của Hà Nội Buffalo. 4-2 Kim Bản, Hassan và đây là Kendro Buckley. Khả năng giữ thăng bằng ở trên không của KB thực sự đúng là hiếm có, khó tìm. Gần như là Kendro Buckley đứng yên ở trên không, lẩy quả bóng vào rổ và sau đó thì bị phạm lỗi. Chúng ta cùng xem một bài phản công nhanh cực kỳ vượt mà của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Có kịp bản truyền cho Hassan Thomas. Hassan có khoảng trống có thể ném 3 điểm nhưng quyết định đưa trái bóng tới tay của. Tiếp vành rổ đã phá hỏng tình huống phối hợp, trên lý thuyết là rất tuyệt. Nhưng vẫn còn Kendro Buckley và bây giờ sẽ là slam dunk contest từ Kendro Buckley. Có quá nhiều thời gian. Phá chắp tốt. Phá chắp tốt. Tim Will rất dễ dàng đem về điểm số sau đường truyền của Phú Vinh. Này của Kendro Buckley. Đi về bên trái. Rất tốc độ. Một tình huống dứt điểm không thể cản phá của Kendro Buckley. Cũng chưa có ai mắc đến lỗi thứ hai. Buckley và spin move tuyệt đẹp của Buckley và bất chấp January đã ăn nữa ở đó thì Buckley. Kendro Buckley làm gì đây? Đeo kèm là huy hoàng. Kendro Buckley đột phá, quá khó để cản Buckley. Những hậu vệ của ở cuối hiệp 2 và đó là cơ hội để Sài Gòn Heat liên tục kéo giãn lợi thế của mình. Hassan lên rổ tay trái tốt và hai điểm nữa cho Lê Hải Sơn, Hassan Thomas. Kendro Buckley. Tốc độ trận đấu vẫn đang diễn ra rất cao, màn đôi công Phú Vinh chưa được nhưng thêm một pha tiếp bóng và điểm được ghi cho Hassan Thomas. Một quả bóng mà cả hai biệt bây giờ là 3 điểm. One possession game. Nhưng họ cần phải thủ tốt trong bóng này thì mới nghĩ đến việc tiến vội gỡ hòa. Kendro Buckley double team và không thể dứt điểm thành công. Phú Vinh đã chống trải. Có steal, đó là Tâm Đình. Cơ hội cho Tâm Đình. January chưa được. Vẫn là Phú Vinh. Phú Vinh phòng ngự tuyệt vời. 10 của Phú Vinh. Giá trị hơn cả những tình huống ghi điểm. Đó là cú block thứ hai trong trận đấu này của Phú Vinh.
cho dù thống kê của UEA thì chưa ghi nhận cú block đầu tiên, và Phú Vinh đã đem về điểm số tiếp theo cho các Buckley. Chúng ta chưa có nhiều dịp gọi tên Buckley ở hiệp 3. AJ Grand Kick khoảng trống cho Sake, ném ba không phải sở trường của anh, quyết định đột phá. Phú Vinh phòng ngự không dễ chút nào và tiếp tục là pha phòng ngự tuyệt vời. Một mình Buckley dẫn bóng lên, một mình Buckley nhưng có thêm Hassan, chưa có điểm và phải đến Buckley thì mới là ok. Của người ham bóng của Hassan mà thôi. Đó là một tình huống có ý đồ chơi bóng và hiện tại sẽ không thổ lỗi phản ứng thể thao một cách mềm mỏng như vậy. Tiến Dương làm gì đây? Đinh Toàn Quốc ném rồi nhưng quá khó khi mà trước mặt là Kenzo Buckley. Buckley hôm nay đã fail the start. Và đó là cú ném 3 điểm của Hassan Thomas. Hà Nội Buffalo cứ tiến lại gần thì Sài Gòn Hit. Cảm giác cú ném đó hơi vội. Đinh Thuyền, Việt Hoàng, Đinh Thánh Tâm. Để tới tay của Toàn Quốc, Toàn Quốc sẽ không ném. Đã có tình huống cướp bóng của Kendall Buckley. Buckley, một cú dứt điểm rất đơn giản của Buckley. Lúc này thì Hà Nội Buffalo buộc phải hội ý rồi. Quá khó. Kendall Buckley là một matchup quá khó với Đinh Toàn Quốc. Sau một cú block thì lần này Buckley đích thân cướp bóng và tự mình ghi điểm. Tình huống như thế này thì có lẽ Đinh Toàn Quốc nên cố gắng truyền đi thì hơn, tránh vòng trơn chăng. Buckley vừa rồi có một cú ném phạt rất tệ và tương tự là cú ném của Việt Hoàng, bóng trơn. Đó là tình huống bảo chữa dễ nói nhất nhưng chỉ còn 8 giây thôi. Buckley rất mạnh mẽ và khoảng trống mở ra, có buzzer beater không? Chưa phải buzzer beater nhưng vẫn là 3 điểm cho Sài Gòn Hit. Tony Hoàng Tú. Một tình huống mà Buckley biết rõ là mình sẽ bị double team và sau khi chứng kiến áp lực tới từ Huy Hoàng thì anh quyết định kích ra. Khi mà Buckley bị double team thì sẽ có người chống trải. Đó là điều đã diễn ra. Chỉ còn 4 giây, 3 giây. Hoàng Tú, đây là Hassan. Chưa được nhưng có rebound của Tim Gale. Đến lượt Kencho Buckley. Tay trái, Kencho Buckley dí dỗ ra ngoài nhưng lại là Hassan. Và cuối cùng thì cũng có điểm cho Sài Gòn Hit. Hai rebound tấn công liên tục. Cùng với đó là 3 steal. Liên bóng cho Sài Gòn Hit. Hoàng Tú. Sài Gòn Hit đang cố gắng đánh chắc. Tim Gale. Thời gian đang trôi đi. Kencho Buckley cầm bóng khi còn 5 giây tấn công. Võ Kim Bản, cú ném chính diện. Không có 3 điểm cho Kim Bản. Rebound thuộc về ai? Thuộc về Phú Vinh. Lại một rebound tấn công nữa. Phú Vinh thả floater, banh sút và điểm cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Kencho Buckley và cướp bóng nhưng chưa, vẫn là Buckley. Một tình huống mà hai bên chơi bóng ping pong. Buckley kiến tạo quá thuận lợi rồi và Tim Well, Tim cả voi mang về 2 điểm nữa cho Sài Gòn. Đây là Hoàng Tú, thả bóng tầm cao cho Tim Well, đường truyền đập đất, cú floater thành công và tiếp tục là điểm cho Nguyễn Huỳnh Phú với Buffalo. Tiến Dương, sau lưng là Buckley, block by Kencho Buckley. Nó khiến tôi nhớ đến cú block của Phú Vinh dành cho Tiến Dương cũng trong quãng thời gian hiệp 4 trong trận đấu diễn ra tại CIS. Một tình huống lên rổ quá hiền của Tiến Dương. Không pump fake, không có một nhịp nhá nào cả. Và đương nhiên đó là mồi ngon cho Kencho Buckley. Sài Gòn Hit vẫn còn Buckley ở phía sau để sửa sai. Định ra Tiến Dương đi dọc baseline lên đến bóc rổ vẫn bị block. Lần này người Eugenio Sakwe đi về bên trái. Đến từ tay phải lại bị block bởi Kencho Buckley. Những cú lá cờ lại nằm trong tay của Sài Gòn Hit. Liệu họ có phất lên hay không? 77-78, đặc biệt là một điểm. Phú Vinh. Đây là khoảnh khắc của những siêu sao. Kencho Buckley có điểm cho Sài Gòn Hit.